ville khu đô thị Sinh Tra, là khu C. Đó, cái thẳng đây sẽ là khu Q, khu K. Ồ, cái lối này đi vào rất là mát mẻ, rất là đẹp. Hai bên hai phường. Và cây bằng lăng. Này mà cảm giác là thực sự là mát. Mình sẽ sang khu K và khu Q. Quy này, quy có 98 ngôi biệt thự và diện tích khá là lớn mà. Bên này là khu Sunset City, Dơ Linh 1, 2, 3, 4, 5, Sibucha. Theo đến đây là khu K. Khu K thì đó là chia thành 7 dãy, đó là K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7.